Béo phì ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Theo thống kê của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, béo phì là nguyên nhân gây ra 18.100 ca ung thư mỗi năm và có xu hướng tăng lên 670.000 ca trong 20 năm tới. Hàng năm, khoảng 1,7 triệu người Mỹ được chẩn đoán ung thư, trong số đó có tới 40% trường hợp có liên quan đến thừa cân béo phì. Theo phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn, trường khoa tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người béo phì dễ có nguy cơ mắc 5 loại ung thư dưới đây. Thứ nhất, ung thư vú, người béo phì có nguy cơ cao hơn mắc ung thư vú ở cả nam và nữ, ở phụ nữ béo phì, nguy cơ lên tới 61%, đặc biệt nguy cơ cao nhất là 87% thuộc về những người phụ nữ có vòng eo quá khổ, bởi chất béo trong cơ thể sẽ kích hoạt sản xuất hormone và kích thích estrogen và tăng tiết insulin làm gia tăng nguy cơ ung thư. Thứ hai, ung thư buồng trứng, người béo phì có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn, có thể do sự tăng sản xuất estrogen Thứ ba, ung thư đại tràng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người béo phì có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn. Lý do có thể là cân nặng thừa, làm tăng áp lực lên ruột và làm chậm quá trình lưu thông thực phẩm, làm tăng thời gian tiếp xúc giữa các chất gây ung thư trong thực phẩm với niêm mạc đại tràng. Thứ tư, ung thư gan. Người béo phì có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn. Lý do chính là tình trạng gan béo, trong đó chất béo tích tụ ở gan có thể dẫn tới viêm gan và ung thư gan. Thứ năm, ung thư tuyến tiền liệt, người béo phì có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn, tuy nhiên chưa rõ ràng về mối liên hệ giữa béo phì và ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, những nghiên cứu cũng chỉ ra người béo phì có nguy cơ cao hơn mắc một số loại bệnh ung thư khác như là thực quản, dạ dày. Các loại ung thư này đều có nguy cơ mắc tăng lên khi người béo phì có tình trạng chuyển hóa bất thường.